khác. À, màu nước này nó hơi xanh tí, xanh. Nhưng mà không sao, màu xanh này tôm vẫn ăn tốt. À, tôm rất là đẹp. Tôm màu này sẽ tôm rất là đẹp. Tôm vẫn đẹp, rất đẹp. Oxy rất là tuyệt vời, ra giữa cái để cho nó hết. Tuy là xanh nhưng mà màu nước này tôm vẫn ăn rất là tốt, không có vấn đề gì. À, tôi sẽ dỡ thử cho các anh chị xem nha. Đấy, tôm rất đẹp, quá đẹp không anh, hết thân luôn. Đấy, đây là niềm mơ ước của rất là nhiều người. Tôm rất là dày nữa các bạn, rất là đẹp. Vỏ tôm là dày, tôm rất là giàu dinh dưỡng. À, màu nước đẹp, màu lính luôn. Màu này là tôm luộc lên rất là đỏ, rất là đẹp, rất tuyệt vời các bạn. À, giống CP rất là tuyệt, quy trình xử lý cũng rất tốt. Tôi nghĩ rằng là họ rất là thành công. Năm rồi cả khu nuôi này họ thu khoảng cỡ 91 tấn cho cả khu nuôi này. Đó là một điều rất là tuyệt vời. Khu nuôi rất là đơn giản, 91 tấn tuyệt vời không? Cái này là của tư nhân. Tư nhân hả? Dạ. Của anh Vinh. Chết rồi. Dạ. Vinh là nhân viên cũ CP hồi xưa. À, cái này là nó bơm máy ra. Tức là vôi ở đây là ngâm sẵn. Nhiều là tấu quýnh. Ví dụ pH pH cao thì nó quýnh sớm. Ý vậy pH cao thì nó khi quýnh, còn pH thấp nó quýnh sớm. Ừ. Nó tan ha, ở nó tan. Đúng rồi. Chứ gặp mình quậy thì không tan nổi đâu. Không tan nổi đâu. Bây giờ, anh phải ngâm. Bây giờ khoáng đâu vậy nè, là mọi thứ là đều phải điện ngâm hết, ngâm bỏ vô hết rồi. Ừ. Những cái cặn này nó sẽ nằm ở dưới. À, mình chỉ lấy cái nước ở trên tạt thôi. Lấy nước đục đục nè. Nhưng mà nó tăng. Hay quá.